Cũng trong sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn đại biểu Tòa giám mục Giáo phận Thái Bình do Linh mục Nguyễn Tiến Tám, Tổng đại diện Giáo phận Thái Bình đến chúc Tết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Canh Tý. Tại văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ trân trọng cảm ơn Tòa giám mục Giáo phận Thái Bình và bà con giáo dân Hưng Yên thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc đoàn cùng toàn thể bà con giáo dân năm mới sức khỏe, an lành và hạnh phúc, đồng thời mong muốn thời gian tới, Tòa giám mục và bà con giáo dân sẽ phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế chính trị của tỉnh. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Tòa giám mục Giáo phận Thái Bình cũng đã chúc Tết Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và chúc Tết đoàn, chúc bà con giáo dân đón Tết Canh Tý an vui, hạnh phúc.